Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Như vậy, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc link các bạn.